Xin chào các em. Hello. Hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị tập về nhà của phần đạo hàm. Em mới học buổi đầu tiên đúng không? Buổi 1. Thế mình sẽ chuẩn bị tập về nhà luôn. Vậy buổi 1 này thì không có gì cả, rất là dễ, tất cả mọi thứ đều rất rất dễ. Đấy. Và đáng lẽ là cái viết này nó sẽ có từ tuần trước, đúng không? Nhưng mà buổi đấy mình được nghỉ học. Nhưng không nên là bây giờ chị vẫn mới quay này, với cả buổi trước chúng tôi còn đang ở Đà Nẵng các bạn. Thì lấy đâu ra mà quay viết cho mình tập về nhà. Đấy. Nên là nhá. Nhưng mà rất là vui bởi vì có rất nhiều bạn nhắn tin cho chị Vân riêng hỏi là ơ chị Vân ơi cho em xin viết chữ bài tập về nhà đi, nhưng mà bây giờ mình có em ơi. Nhưng mà chăm chỉ, ok, ghi nhận tinh thần chăm chỉ đấy. Đấy, các em nhớ học tập các bạn nhá, nghe chưa, xem viết chữ bài tập về nhà của chị Vân chăm chỉ vào đấy mới giỏi được. Quan trọng nhất của việc làm bài tập về nhà là gì, nhắc lại chị nghe thế nào, là chữa bài tập về nhà. Đúng rồi, thì biết là sai đúng ở đâu chứ, đúng không? Thế mình bắt đầu chữa bài tập về nhà luôn nhá. DC số 1, câu A. Tính đạo hàm của các hàm số sau. Ok. Mấy cái câu này mỗi đốt inox chưa? Các em đã làm quen mấy câu này chưa? Câu A nhá, chị Vân sẽ viết bút màu trắng đi. Nào. Đây, người ta cho cái hàm số y như này. Thế y phẩy thì bằng cái gì? Y phẩy thì các em đạo hàm từng cái. Có cái quy tắc tính đạo hàm là đạo hàm của một tổng thì bằng tổng các đạo hàm. Đây là đạo hàm của cả các này. Đây, nếu mà muốn tự minh chị Vân sẽ viết hẳn ra nhá. Y là hàm này đúng không? Y phẩy tức là đạo hàm của cả cái thằng này. Nhưng mà nó có nhiều cái tổng bên trong nó quá thì mình sẽ chia ra, mình đạo hàm từng cái một. Mình đạo hàm x ba. Xong mình đạo hàm đến 3x bình, đạo hàm đến 2x, rồi đạo hàm đến 1, đạo hàm từng cái một. Câu 1 đầu tiên rất là dễ, chưa? Y phẩy của các em sẽ bằng này. X mũ 3 đạo hàm thì bằng cái gì? Y mũ 3 đạo hàm thì bằng cái gì? Có cần chị Vân phải nhắc lại những cái công thức tí nào không nhỉ? Thế cứ nhắc lại nhé. Nào. Thế chị Vân sẽ nhắc lại những cái công thức tính nào ở đây. Đầu tiên là công thức đạo hàm, chị sẽ chỉ nhắc những công thức đạo hàm cơ bản thôi nhé. Đạo hàm của một hàng số C ấy, đừng bạn nào bảo chị Vân C là cái gì nhá. C là hàng số là 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0,1 0,2 nó là một số cụ thể thì người ta gọi là C. Vậy đạo hàm của C thì bằng 0, đạo hàm của một hàng số thì bằng 0. Đây này, ví dụ như ở câu câu 1A này, đạo hàm của 1 phát 0 luôn. Đấy. Thì đạo hàm của C thì bằng 0. Đạo hàm của x, đấy, đạo hàm của x của các em thì sẽ bằng 1. Đạo hàm của x là 1, đạo hàm của một hàng số thì bằng 0, thuộc luôn, thuộc cùng với chị Vân luôn. Nhẩm cùng nào, nhẩm cùng. Đạo hàm của x mũ n thì bằng gì? Chị Vân dạy cách nhớ này, dạy cách học thuộc cho nhanh này. N đang ở trên đúng không? Các em cho nó đâm đầu xuống đất cho chị, vứt nó xuống đất. Đấy, ở trên à, tôi không thích này ở trên đâu. Vứt xuống đất. N nhân vứt xuống một thằng thôi thì nó sẽ còn n trừ một thằng nhân với cả x mũ n trừ 1. Đấy, vậy x mũ n đạo hàm thì bằng n nhân x mũ n trừ 1. Ok chưa? Nhớ theo cách đấy thì chị tin là nó sẽ dễ nhớ hơn việc là mình cũng học thuộc theo kiểu vẹt. Tiếp, đạo hàm của căn x thì là bằng, đạo hàm căn x thì bằng 1 trên 2 căn x. Đấy, đạo hàm của căn x là 1 trên 2 căn x. Thật ra ấy, căn x này này, với x dương thì nó cũng là x mũ 1 phần 2 ấy. Thế nên là nó cũng có thể đạo hàm theo cái công thức này. Nhưng mà các em nhớ luôn, đạo hàm của căn x là bằng 1 trên 2 căn x. Tiếp, đạo hàm của 1 trên x, thấy chưa? Đạo hàm của 1 trên x thì 1 trên x ý, mình lại có thể đạo hàm theo cái công thức này. Nhưng mà mình nó sẽ gặp nhiều lắm nên mình học thuộc công thức luôn, được chưa? 1 trên x thì x mũ trừ 1 đấy, nên là mình có thể đạo hàm theo cái công thức ở trên này em này. Với n bằng trừ 1. Nhưng mà các em nhớ luôn đó chị Vân, công thức này là 1 trên x đạo hàm thì bằng trừ 1 trên x bình. Đến đây các em dừng viết lại, em học thuộc cho chị Vân 5 công thức này thì tí nữa mình mới biết làm bài nhé. Còn nếu không học thuộc là không có biết làm đâu, nghe chưa? Lại không hiểu là ô thế tại sao căn x lại ra 1 trên 2 căn x nhỉ? Đấy, thế là dừng viết lại học thuộc cho chị Vân đi. Cách học thuộc đó là các em hãy che cái đáp án ở bên tay phải đi. Đấy, chỉ nhìn vào cái đề thôi. Ví dụ, các em lấy cái này nhé, em che cái bên đáp án này. Em xem là đáp án của C là bằng gì? Tự trả lời. Sao lại mở cái này ra? À không, à, mình trả lời đúng. À, tiếp, đáp án của 1 trên x bằng gì? Tự trả lời nhá. Là trừ 1 trên x bình. Lại mở cái tay ra xem có đúng không? Sai. Thế là trừ 1 trên x bình không? Đấy, thế thôi. Thì đấy là cách học thuộc. Em dừng viết lại ở đấy nhá. Tiếp theo, những công thức tiếp theo là gì? Sin x đạo hàm. Sin x đạo hàm này thì bằng, bằng gì? Bằng cos x. Sin đạo hàm thì ra cos.
cốt đạo hàm thì ra trừ si. Đấy, đọc lại câu chị Vân vừa đọc đi. Si đạo hàm ra cốt, cốt đạo hàm thì ra trừ si. Vậy cốt x đạo hàm thì ra trừ sin x. Tan x đạo hàm thì ra 1 trên cốt bình x. 1 trên cốt bình x chưa kem. Còn cô tan x đạo hàm. Cô tan x này, đạo hàm thì sẽ ra là trừ 1 chia sin bình x. Xong. Đấy, đây là toàn bộ những công thức của đáp án cơ bản mà các em phải học thuộc và phải nhớ. Thế mình sẽ dừng lại và học theo cách mà vừa nãy chị Vân chỉ cho các em học ấy. Đó, học thuộc hết đi. Đây là đạo hàm cơ bản. Còn có thầy dạy các em. Ừ, thầy chưa dạy phần đấy. Ok, thế mình sẽ chỉ nhớ thôi. Khi nào đến thì chị Vân sẽ chỉ cho mẹo nhớ tiếp. Ở đây cái lượng ra này này, các em sẽ rất là hay nhầm. Để chị dạy cho các em một cái mẹo nhớ nhá. Đó là ấy. Cứ khi nào gặp sin thì các em để chị dấu trừ lần trước. Đấy, cốt này thì sẽ ra là trừ sin x. Còn cô tăng x thì sẽ là trừ 1 chia sin x. Vậy mẹo đầu tiên mình nhớ được đó là khi nào mình thấy sin thì mình hãy để dấu trừ lần trước. Đấy là mẹo đầu tiên. Mẹo thứ hai. Đó là cái phần trên này chị dạy mẹo nhớ rồi, ra sin án ra cốt, cốt án ra trừ sin. Học thuộc luôn đi. Cứ ngồi nhầm 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 một lúc là thuộc. Đấy, còn hai cái đằng sau này, em không biết là tan x đạo hàm thì ra 1 trên cốt bình à? Hay là 1 trên sin bình, bây giờ quên rồi, tự nhiên quên. Thế nhớ kiểu gì? Tan đúng không? Tan thì có phải bằng là sin chia cốt không? Đây là mẹo thôi. Vậy cốt đang ở dưới mẫu thì ở đây là cốt bình x. Đấy. Sin thì bằng 1 trên cốt bình x. Cô tan thì là cốt chia sin, vậy sin đang ở dưới mẫu, vậy là trừ 1 chia sin bình x. Có cái mẹo đấy có thể giúp các em dễ nhớ hơn. Các em nhớ theo mẹo chị Vân chỉ cũng được. Hoặc không, các em thông minh thì các em nhớ theo cách của các em. Tùy các em muốn như nào cũng được, miễn là thuộc công thức. Cách thuộc công thức thì vừa nãy chị Vân chỉ rồi. Che cái đáp án đi. Tự nhẩm. Còn đỉnh hơn nữa ấy, là sau khi mình học xong rồi, mình thấy ui dễ thế, trả lời được xong hết rồi. Thì em tự lấy một tờ giấy trắng ra, em ghi lại, tự ghi đề nhé, tự ghi đáp án, tự ghi đề, tự ghi đáp án. Ở đây có 9 công thức thì làm sao viết đủ 9 công thức là ok. Đó, thế thôi. Vậy các em tự dừng viết lại sau đó học thuộc với chị Vân nhá. Chị Vân sẽ chuyển sang đến đây luôn này. Vậy dựa vào những công thức ở trên chị Vân dạy thì các em sẽ làm được câu A. Đạo hàm của một tổng như này thì mình đạo hàm từng cái. Thế bây giờ x mũ 3 đạo hàm thì ra cái gì? Nào, câu đầu tiên chị Vân sẽ làm rất chậm nhé. Nó sẽ là từng cái đạo hàm, x 3 đạo hàm này. Trừ đi 3x bình đạo hàm cộng với 2x đạo hàm cộng 1 đạo hàm. Đúng không? Thế về làm từ từ ấy. Nào, x mũ 3 đạo hàm thì ra cái gì? Thì có phải là công thức của x mũ n không em? X mũ n không? Viết ra một tờ giấy để bên cạnh mình luôn đi nhé. Đấy. Chính là cái x mũ n này. N đóng vai trò là 3 đấy. Vậy thì chị đã vứt cái thằng ở mũ xuống đất, được chưa? Mày ở trên cả, vứt xuống đất ngay. Vậy thì vứt xuống đi. Nó sẽ là 3. Vứt rồi thì chỉ còn là x bình thôi, giảm đi 1 mà. Trừ đi cho này, 3x bình thì sao? X bình các em vứt xuống dưới đất tiếp. Nhớ này, có cái quy tắc đó là gì? Hệ số ấy. Hệ số nhân với x này mà đạo hàm ấy. Thì các em phải vứt cái thằng hệ số ra ngoài. Phải vứt cái thằng hệ số ra ngoài giúp chị Vân. 3 để yên, đừng có động vào nó. Hệ số vứt ra ngoài chỉ đạo hàm thằng x thôi, đạo hàm thằng x ra là 1. Vậy nãy vừa học thuộc công thức rồi. Đấy, vậy thì ở đây cũng thế. Thằng 3 là hệ số vứt ra ngoài. X bình thì đạo hàm x bình đi. X bình đạo hàm thì thằng 2 đang ở trên mũ đúng không? Vứt xuống dưới đất. Vậy 3 nhân 2 sẽ bằng 6. Mũ lăng là 2, trừ đi 1 thì là còn x. Chỗ này chị Vân làm hơi nhanh đấy, bạn nào mà chưa hiểu thì em có thể làm từ từ. Cộng với 2x đạo hàm, 2 chị Vân ở hệ số rồi, vứt ra. X đạo hàm thì ra là 1, hết. 1 đạo hàm thì ra là 0. Vậy kết quả của chúng ta, đây, y phải ok bằng như này nhé. Đúng chưa? Xong rồi thì chuyển sang câu B. Đấy, dễ không? Dễ đúng không? Chị giảng câu 1 phải gọi là rất rất kỹ luôn ý. Nên là phải dễ nhá. Câu B. Y phẩy sẽ bằng gì nào? 4x bình à? Chị Vân vừa dạy rồi. Vứt cái hệ số ra ngoài. Chỉ đạo hàm x bình thôi. Mà đạo hàm x bình có phải là công thức này không? Công thức x mũ n nhá. Đấy. Thì trên mũ đúng không? À mày ở cao à? Vứt mày xuống đất. Đấy chưa? Vứt thằng 2 xuống đất. Trên mũ của nó 2 trừ đi 1 thì còn là x thôi. X 1 viết là x. Được chưa? Nhưng mà 4 nhân 2 này chả hay để thế cả. Thế mình viết luôn là 8. Đấy, mình ghi ra 8x, được chưa? Mình đỉnh cao mà, 8x luôn. Trừ đi này, căn đích đạo hàm thì ra gì kia? Căn đích đạo hàm, chị đang đạo hàm từng cái đấy nhé. Đáp án là đạo hàm của
Y thì nó sẽ là cả cái này đạo hàm đúng không? Nhưng mà nó là của đạo hàm của rất là nhiều tổng và hiệu, vậy nên mình sẽ đạo hàm từng cái. Vậy đạo hàm căn x vừa nãy học thuộc rồi. Đây. Là 1 trên 2 căn, 1 trên 2 căn x chứ còn gì nữa à, đúng không? Trừ 1 trên 2 căn x. 1 trên x đạo hàm thì là trừ 1 chia x bình sang 3. Tiếp theo, đây C số 2. Đấy, bài 1 chỉ dễ thôi. Bài số 2, giải bất phương trình sau. F'x lớn hơn g'x. Vậy tôi phải biết f'x là gì? Tôi phải biết g'x là gì? Thì cái này quá đơn giản rồi. Nào, đàm từng cái nhá. Mình đàm luôn được không? F'x nào. Là thằng này. Cái đạo hàm giúp chị Vân này. Nó lại giống như cái bài 1 chưa? Đúng không? Nó chỉ thêm mỗi một cái bước cuối cùng ấy. Đấy. Vậy thì 2 này. Đây, đàn thằng này nhá. 2 vứt ra ngoài. 3 vứt xuống đất. Thì là 6 luôn nhá. Chị để đây là 6 luôn. Xích. X mũ 3 đúng không? Giảm đi 1. Đó là x mũ 2. Trừ đi này. Trừ đi x bình đạo hàm. Thì vứt con 2 xuống đất đi. Vứt con 2 xuống đất. X bình giảm đi 1 thì x mũ 1 thôi. Vậy nó là 2x cộng căn 3 đâu. Căn 3 là một hằng số. Vậy hằng số đạo hàm bằng 0. Vậy tóm lại. F với x của các em chính bằng là 6x bình trừ đi 2x. Nó sẽ lớn hơn g phẩy x đúng không? Là thằng này đạo hàm. X mũ 3 đạo hàm nào? Thì vứt con 3 xuống đất. Bên trong còn x bình. Cộng này. X bình đúng không? 1 phần 2 để nguyên. 1 phần 2 để nguyên. Nhưng mà để này. Nhìn này, nhìn này. Thôi chị cứ viết hẳn ra nhá. X bình thì các em vứt con 2 ra ngoài. Bên trong còn mũ thì nó giảm đi một đơn vị. Đó là x thôi. Căn 3 này này, đạo hàm cũng mất luôn, đúng không? Vậy đây, nó gạch rồi, 2 với 2 gạch cho nhau triệt tiêu được. Bên này nó sẽ chỉ còn là cộng x thôi, chưa? Viết gần lại nhá, cho nó đẹp nhá. Cộng x. Vậy đến đây các em giải cho chị phương trình ra, được chưa? Thì mình sẽ ra được x nó nằm trong khoảng khoảng nào? Thế thôi. Nào, thử giải nốt chị bây giờ là để chuyển vế nhá, là giải luôn này. 3x bình trừ đi 3x lớn hơn lớn không chưa? Đúng không? 3x bình trừ 3x lớn không? Thì mình sẽ giải được luôn. Nào cái này có biết giải không đấy? Lấy cái máy tính nha chị Vân. Để chị Vân lấy cái máy tính để giải cho các em cô bất phương trình này nhá. À. Ok, máy tính đây. Nếu mà thật ra cũng không cần phải bấm bắt công trình là nên nếu các em thích bấm bắt công trình thì cũng được thôi. 19 này. 2 này. 2 luôn. Bấm hệ này, bấm phương trình cũng được. 3 trừ 3 và 0. Thì nó sẽ ra hai nghiệm là 1 và 0, đúng không? Như các em nhìn này, đây là bất phương trình. Bên đây này, nhìn này. Nó cùng dấu chưa? Hồi xưa các em học là trong cùng à gì ừ trong cùng trái khác ấy. Phải cùng trái khác ấy. Cái gì đấy hồi xưa các em học cuối lớp 10 ấy, nhưng mà các em nhìn nhá, đây là dương và đây là dương, nó đang cùng dấu với nhau. Cùng thì nó sẽ là nó sẽ suy ra cái nghiệm này và đấy mình ra nghiệm là không một đúng không? Vậy đây là đều là dương này thì mình sẽ để cái nghiệm nó như sau, nó sẽ là lớn hơn một và nhỏ hơn không. Nếu như cái bất phương trình này của chị Vân đổi lại này, đây là cái mẹo thôi, tùy các em có thể giải cái bất phương trình này theo cách mà các em hay giải đấy, còn đây là cách chị Vân hay giải. Thấy đây dương đúng không, đây âm đúng không, tức là nó kẹp giữa, còn nếu nó cùng dấu như này tức là hoặc đấy. Vậy không một đấy, thế thôi. Thì đấy là cách giải bấm phương trình là được, không cần bấm hệ bấm bắt làm gì đâu đấy. Thì đây ra nghiệm rồi nhá, xong các em tự vậy nốt giúp chị Vân được chưa, tự vậy và kết luận nốt nhé. Tiếp. Câu 4 luôn hả? Ừ, câu 4 tính đạo hàm của thằng này. Câu 4 chỉ tính đạo hàm thôi hả? Ô. Câu 4 này chỉ việc tính đạo hàm. Dễ thế nhỉ? Nếu mà khó hơn ấy, người ta cho em là giải phương trình nữa cơ, y phải bằng không nữa cơ, thì là lại quay về cái bài toán là giải phương trình lượng giác nữa cơ. Thì nó đau khổ hơn nhiều. Tính hàm thì dễ quá. Y phẩy của mình sẽ bằng gì? Lại là đạo hàm của một tổng chưa? Thì em đạo hàm từng cái một. 3 sin x đạo hàm đúng không? Hệ số chị đã dạy rồi, vứt ra ngoài đi.
Sin hàm là cos, cos hàm là trừ sin học từ nãy giờ. Vậy đây là cos x. Trừ 2 viết ra ngoài, cos đạo hàm mình ra trừ sin. Vậy chị sẽ kết hợp dấu trừ đấy với dấu trừ đang có này, thành dấu cộng. Sin ở đây. Tan x đạo hàm thì ra là 1 chia cos bình x. Trừ 4 đạo hàm thì không có gì cả. Nó ra 0. Đó, chỉ 4 là một số thôi. Nên là nó sẽ ra 0. Ok. Xong câu đấy luôn. Xong rồi ý. Xong rồi các bạn. Quá đơn giản. Quá là easy. Tiếp xem nào. Câu B. Đạo hàm của một tổng thì mình đi đạo hàm từng cái. Y phẩy sẽ bằng x đạo hàm thì là 1. Được chưa? 1 phải viết nhá. Đừng bạn nào bảo chứ 1 em không biết nữa thì đời chị vẫn đi nhá. Chưa? Trừ 1 phần 2. Cốt đạo hàm thì ra cái gì? Cốt đạo hàm ra trừ sin. Vậy kết hợp thằng này đây. Thế là cộng 1 phần 2 sin x. Sin đạo hàm ra cốt. Căn 3 phần 4 cốt x. Căn x đạo hàm thì ra là trừ 1 trên 2 căn x. Đây đây, đây căn x đạo hàm ra 1 trên 2 căn x nhưng mà kết hợp với dấu trừ. Chưa? Là trừ 1 trên 2 căn x. Vậy đó chính là kết quả. Hết. Rất là dễ đúng không? Các em thấy dễ không? Câu C. Y phẩy. Tan đạo hàm này 3 vứt ra ngoài. Tan hàm thì ra là 1 chia cos bình x. Cộng 1 phần 4 vứt ra ngoài. Cô tan đạo hàm thì ra gì? Nào tự nói chị Vân nghe ra. Nói xem là có đúng không? Nói xem có đúng không? Có thuộc công thức chưa? Không hiểu công thức để oánh nghe. Một cô tan đạo hàm thì ra là trừ 1 chia sin bình x. Vậy đây. Vậy phải để dấu trừ ra ngoài. Thì chị để đây nhá. Nó sẽ là trừ. Cốt đạo hàm thì ra là trừ sin ấy. Nên là đây sẽ thành dấu cộng này. Căn 2 trên 2 sin x. Còn thằng 2 kia đạo hàm thì sẽ là 0 em ạ. Nên mình sẽ không viết nữa nha. Xong. Tiếp xem còn câu nào nữa không. Câu số 10. Hết rồi, nhanh thế nhỉ. Báo này thì nhanh thế nhỉ. Tính đạo hàm của các hàm số sau. Tính đạo hàm của hàm này tạ điểm x0 bằng 4. Thì thực ra cái này có thể bấm máy tính luôn. Chị sẽ làm cho các em hai cách nhé. Được chưa? Nhưng mà cái bấm tính ít bài bấm được lắm. Ít bài bấm được cực luôn ấy. Nên là thực ra mình cũng không cần học cái đây cũng được. Nào, thực tí nữa cứ giải thích cho xem nhá. Tính đạo hàm thằng này. Tại cái điểm này thì mình cứ tính đi. Y phải bằng cái gì? Căn x đạo hàm thì ra là 1 trên 2 căn x. Đúng chưa? Cái này thuộc luôn. X đạo hàm thì ra là 1. Thế y phẩy tại 4. Thì các em thay vào thôi. Chỗ nào có x thì thay vào. 1 trên 2 căn 4 thì là mẫu là 4 cho cái này tính nhầm nhá, một được chưa? Thế là 5 phần 4 đáp án D. Mình thử xem là chị Vân tính đúng không này. Em lấy cái máy tính này. Đấy. Đạo hàm ấy nó chỉ bấm được máy tính khi mà nó cho là tính hàm tại một điểm thôi, tại một điểm cụ thể thôi. Nếu các em muốn bấm thì các em bấm shift này, thấy cái này không? Cái D trên DX. Bấm shift. Cái đấy, từ từ phải chuyển về mô một đã. Bấm shift cái đấy này. Ra này đúng không? Các em nhập cái hàm y của em vào là căn x cộng x tại mấy? Tại 4 bằng 5 phần 4 thì là 1,25. Thế là 5 phần 4 ấy 1, phẩy, thế nào 1,25 chuẩn chưa? Thế thôi. Đấy nhá, dạy cho cả hai cách. Ok, tiếp theo câu số 11. Tính đạo hàm của thằng này thì dễ quá. Nên là nhanh 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 này. Để kem tự phá đảo đi. Đó, chị Vân ngồi yên đợi nhá. X cũng 3 đạo hàm thì ra cái gì? Ra cái gì nào? Vứt thằng mũ xuống dưới, bên trên vứt rồi. Một anh đâm đầu xuống đất. Tự tử rồi đúng không? Vì trên chỉ còn hai anh thôi. Là x bình cộng 2. Bởi vì x đạo hàm thì ra là 1 mà. Thế, đáp án đâu? Đáp án đâu? Nào, nhanh mắt nhìn chị Vân. B. A, B, C, D đấy. Thì chọn B nhá. Câu số mấy đây? 11 sang rồi, 12. Đạo hàm của hàm số này. Với m là tham số, tức là chị vào rồi đấy. M là tham số à? Bình tĩnh nha, m là tham số. Là nó là ẩn đấy. Đạo hàm của hàm số với m là tham số bằng. Ô, cái này sai đề à? Cái này chưa có đề bài em ạ. Chưa có đề bài. Thế chị sẽ cho các em đề nhá. Cái hàm số đấy này, cái hàm y nhá, biết cái hàm y bằng. Để bịa xem nào. Để chị nhìn cái đáp án cho các em cái đề bài nào. Y của các em sẽ bằng
trừ x mũ 3 đi. Cộng 3mx bình. Cộng 3 nhân 1 trừ m đi. Cộng 3 nhân 1 trừ m bình x. Đấy, cộng m mũ 3 trừ m bình. Thì chị nhận xem là cái đề bài nó có ra đáp án không nhá. Trừ x mũ 3 cộng 3mx bình cộng 3 nhân 1 trừ m bình x cộng m 3. Ok, được. Thế các em thử xem là cái đề bài này nó sẽ ra bao nhiêu. Nó sẽ ra cái rỉ, nó sẽ ra cái rỉ. M là tham số ấy, thì cái kiểu như nó cũng là một cái số cụ thể, m là một số bất kỳ. Đấy, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gì đấy. Vậy nên khi đạo hàm thằng M ấy thì nó cũng sẽ biến mất đấy nha, hiểu chưa? Thế thì y phẩy của mình sẽ bằng gì? Đạo hàm thằng này đấy. Trừ 3x bình. Chỗ này đến đây mình có thể làm nhanh được như chị ăn chưa? Nếu mà làm nhanh được rồi thì comment dưới cho chị biết nhé, để chị xem là cái trình độ của em đến đâu. Đấy, để những cái vít sau chị biết là mình nên chữa nhanh hơn hay là chữa chậm hơn. Chứ chị qua màn hình này chị cũng không biết là các em của chị đang học như nào. 6 mx đúng không? Vứt 2 xuống dưới này, kết hợp với thằng 3 thì sẽ 6. M là hệ số đó, để nguyên. Một thằng tôi ra đi rồi thì sẽ là x bình sẽ còn là x thôi. Cộng này. 3 nhân 1 trừ m bình. X à thì ra 1 rồi. Cái này hệ số vứt bằng 0, đã được ra 0. Nên đây chính là kết quả của các em. Thì mình xem nào, nhân nó ra đúng không? Chỉ sẽ là bàn, đáp án D. Không chưa? Đấy, nói. Tiếp, câu số 13. Đam của thằng này, mình dễ quá. Y phẩy của các em sẽ bằng gì? Viết luôn vào đây nhá. 4 này, vứt ra ngoài này. 1 phần 2 ở đây nó là hệ số đó. Vậy mình phải để ra ngoài thôi. 4 vứt ra ngoài mà kết hợp với thằng 2 ở ngoài thì sẽ là 2. Cái này bài tập nhắn các em phải làm rồi. Em chữa xem là mình làm đúng hay không. 3 ở đây này, vứt ra ngoài này. Nó triệt tiêu ra thành 3 dưới mẫu này. Vậy là sẽ còn là 5 x này. Một thằng ra đi rồi thì thằng x mũ 3 này của các em sẽ còn là x bình nhá. Chị Vân chỉ áp dụng các công thức thôi nhá, nhưng đừng bạn nào bảo là không hiểu nhá. Trừ này. Câu này lừa đấy nhở, câu này quá lừa. Căn căn 2x, các em có thể hiểu như sau này. Vứt cái thằng căn 2 ra ngoài thì bây giờ mình sẽ chỉ còn là đạo hàm căn x đúng không? Căn x thì là 1 trên 2 căn x. A bình này. À, phát vứt luôn, mất. Vậy thằng nào mà còn A thì tức là sai. Tức là thằng đấy đang sai. À, thế thằng căn 2 ở đây này, nó rút gọn cho thằng 2 ở đây. Thì ở đây nó còn căn 2. Đáp án của các em sẽ là, đáp án của các em sẽ là đáp án C. C, ok. Đây này, thằng căn 2 ở đây rút chọn cho thằng 2 ở dưới thì cái mẫu của nó còn căn 2 đấy. Chỗ này chị Vân viết là 6 nhanh, nghe chị Vân nói thôi. Đấy, đáp án là C, 14. Đạo hàm của thằng này, các em đã được học đạo hàm của một tích rồi đúng đúng không? Học đạo hàm của một tích rồi. Thế thì đi đạo hàm thôi. Nào, nào chị Vân nhắc lại cái công thức này nhá. U nhân V đạo hàm thì sẽ bằng là U phẩy V cộng V phẩy U. Thằng này đang đóng vai trò là U này. Còn thằng này của các em đang đóng vai trò là V. Vậy thì mình sẽ đi đạo hàm này. Bằng Y phẩy bằng này. Đúng công thức không? U phẩy tức là thằng này phẩy cho cái đạo hàm nhá. Đạo hàm thì ra bao nhiêu? Tôi viết từ từ vậy. X mũ 3 trừ 5 đạo hàm này nhân V tức là căn X. Cộng này, các em nhớ đạo hàm của tích thì sẽ là dấu cộng. Còn đạo hàm của một thương ấy thì sẽ là dấu trừ. Đấy. Cộng với cả V phẩy U tức là căn x đạo hàm nhân với cả x mũ 3 trừ 5 bằng đạo hàm của thằng đầu tiên này này, x mũ 3 trừ 5 này em thì bằng cái gì? Vẫn đã mãi rồi, 3x bình đúng không, nhân căn x cộng với cái gì? Bên này đạo hàm căn x đạo hàm là 1 trên 2 căn x nhân với cả x mũ 3 trừ đi cho 5. Đấy, vậy ra kết quả chưa? Vẫn chưa ra được kết quả ở dưới này, chưa giống đúng không? Thì mình sẽ nhân ra xem nào. Y phẩy này, chị viết viết xuống đây nhá. Y phẩy, đấy, dịch cái này sang là sao? Quán này y phẩy bằng tiếp này. 3x bình căn x. Mình phải nhìn vào cái đáp án này các em. Thế là nó đang biến đổi như nào để mình cho. Ở đây chị thấy xuất hiện là xuất hiện
Được rồi, mình cứ nhân thằng này nhá. Cộng với cả này. 1 không, x mũ 3 trên 2 căn x trừ đi cho 5 trên 2 căn x. Đấy, vậy ở đây em thấy có một đáp án là 1 trên 2 căn x, vậy đáp án D này là loại này. Chứ không? Bởi vì đây là tôi 5 trên 2 căn x cơ mà. Vậy thì những cái thằng ở đầu tiên này cái biến đổi làm sao cho xuất hiện những thằng này? Đúng không? Thì thằng 3x đỉnh ở đây nhìn có vẻ hơi điêu nhỉ? Hơi điêu nhỉ? X mũ 3 này. Rút gọn cho cái thằng này đi. X mũ 3 này, chị Vân sẽ tách như sau. 3x bình căn x, tí nữa chị Vân sẽ chỉ cho các em một mẹo để có thể tính được cái nào. Nếu như các em không biết phân tích như này. X mũ 3 thì mình tách thành là x bình nhân với cả căn x nhân với cả căn x được không? X mũ 3 thì tách thành x bình nhân x, nhưng x của chị tách thành hai cái này để chị triệt tiêu cho thằng ở dưới mẫu này. Đấy, căn x này mất trừ 5 chia 2 căn x thôi. Này nó bằng gì đây? 3x bình căn x này cộng x bình căn x trên 2 trừ đi 5 chia 2 căn x. Đấy, vậy thì bây giờ đây, cái này đang chung rồi, cái đang chung rồi. X bình căn x rồi. Lấy 3 cộng 1 phần 2 xem ra bao nhiêu? 3 cộng 1 phần 2 ra 7 phần 2. 7 phần 2 x bình căn x này, nhìn này, chị Vân sẽ đưa nó giống cái này cho các em xem. Bình căn x đây, nó sẽ về này. Nào, bây giờ mình sẽ đưa x bình vào trong căn, bởi vì mình nhận ra đây là tất cả đều về căn hết này. X bình của tôi mà đưa vào trong căn bậc 2, đưa vào căn bậc mấy thì là mũ từ đấy lên. Vậy x bình đưa vào là x mũ 4, nên với x đang trong căn có sẵn rồi. Chứ đi 5 trên 2 căn x. Thế là x mũ 5 à? Vậy đáp án là B. Đây là câu bao nhiêu nhỉ? Ừ, đáp án là B. Sao? Đáp án là B em nhá. B, chưa vào. Sao? Có một cách nữa để các em có thể, nếu mà các em không biết phân tích như chị Vân này, để đưa về cái đáp án cuối cùng ấy, thì các em có thể bấm máy tính như sau. Đây, bấm máy tính như sau. Em nhập y nguyên thôi. Nhập chỗ này này, nhập y nguyên cái hàm mà mình đã làm xong ấy, chính là cái hàm chỗ này đúng không? Đây này, chính là cái hàm này. Em tính giá trị của nó tại một cái điểm. Ví dụ em tính tại một đi. Xem nó bằng bao nhiêu. Cho em bấm những cái đáp án A, B, C, D này. Cũng là tính giá trị một để xem cái nào bằng nhau thì nó sẽ là đáp án. Đó, thôi. Hiểu được cái chị Vân vừa nói không? Ừ, hiểu đúng đấy. Các em bấm cái giá trị sau khi em tính hàm này, nó là ra cái này đúng không? Tính cho chị cái giá trị này tại một hoặc là tại mấy mà các em thích, nghĩa là thỏa mãn để tính được nhé. Sau đó các em cũng tính giá trị của những cái đáp án A, B, C, D này tại cái điểm đấy. Thế cái nào bằng nhau thì tức là hai cái đấy nó bằng nhau. Tính giá trị thì mình dùng cái em, nếu mà dùng 580 thì các em bấm là mốt mốt 8 à, đúng không nhỉ? Để chị lấy cái 580 xem nào. Mốt 8, ừ đúng rồi, mốt 8 cũng được, mà các em bấm nhập nguyên cái hàm xong bấm can thì cũng đấy là cũng tính là giá trị đấy. Đấy rồi. Còn nếu mà bấm nhập nguyên cái hàm xong rồi bấm can, đấy là tính giá trị. Sao? Tiếp nha, câu 15. Tập nghiệm của bất phương trình này là bao nhiêu? Tức là giải. Nói tóm lại là giải. Vậy thì y phẩy á, y phẩy bằng cái gì? 1 phần 3 là hệ số để ra ngoài, 3 ở trên mũ vứt xuống đất. Nhân với thằng 1 phần 3 này thì tóm lại là hết chưa? Vậy cái này chỉ cần là x bình. 2 này vứt ra ngoài, kết hợp với thằng 2 đang có ở ngoài thì kem sẽ có là trừ 4x, trừ đi cho 5. Thằng này lớn bằng bằng 0. Đấy, vừa nãy chị Vân vẫn dạy giải cái này rồi. Đã tính chị Vân 22 cái nghiệm là bao nhiêu này? Đây, để các tính cho mà xem nhá. Tính hai cái nghiệm ra bao nhiêu? 1922 1 trừ 4 trừ 5 bằng một nghiệm là 5, một nghiệm là âm 1. Đấy, các em viết cái nghiệm ra, một nghiệm là 5, một nghiệm là âm 1. Rồi, ở đây này, đây là dương chưa? Cái hệ số ấy, đi cùng với x bình ấy, nó đang là dương. Cái này cũng là dương này, lớn hơn bằng 0 mà. Vậy tức là
tương đương với nó là hoặc. Cùng dấu ấy, cùng dấu dương thì sẽ là hoặc. X sẽ nhỏ hơn hoặc bằng cái thằng gì đấy và x lớn hơn bằng thằng gì đấy. Để lớn hơn hoặc bằng thì phải lớn hơn bằng thằng to hơn rồi. Còn nhỏ hơn bằng thì phải nhỏ hơn thằng nhỏ hơn. Đây là đáp án. Nhớ là có dấu bằng nên đáp án này sẽ sai. Vậy 15 kem, đáp án là D. Tiếp. Câu số 16. Tìm tập hợp M tất cả các giá trị của M để y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Y phẩy của kem bằng gì? Ba này này, vứt xuống đất. Vậy nó sẽ là 3x bình cộng M để nguyên vì nó là hệ số mà, hai vứt xuống đất này. Bên trong à, thì một thằng nhảy xuống đất rồi thì bên nó này nó chỉ còn là x thôi. X bình nó chỉ còn là x thôi. Cộng 3, được chưa? Chị đạo hàm này chắc chắn là em phải hiểu nhá. Cái phương trình này bằng 0 này, có hai nghiệm phân biệt thì delta sẽ lớn hơn 0. Được chưa? Delta lớn 0. Em giải cái này ra, tính delta sau đó giải cho chị Vân M xem là ra bao nhiêu nhá. Đây là câu 16. Đấy, tính ra chị xem là delta bao nhiêu, delta của các em ấy. Sau đó ra M thì sẽ ra được đáp án nhé. Chị cho đáp án luôn là đáp án D. Tính thử đi, xong rồi cho đáp án nhá. Đến đây là cái bước mà rất là dễ rồi được chưa? Nếu mà có khoanh bừa ấy, thì các em cũng phải tự biết để loại được hai đáp án đó là B. Ừ, chắc chắn phải loại được B đã, bởi vì là nó không có dấu bằng nên nó không thể ngoặc vuông được. Ừ, thế thôi, loại được B là cũng ok rồi. Không thì cái đấy dễ quá, tự giải được. Y phẩy nhón không có tập nghiệm là, vậy thì phải đạo hàm là y đấy. Y phẩy bằng gì? Ba vứt xuống đất này. Một thằng tự tử ở thì bên này còn x bình, chịu đi cho ba. Chưa? Nhón không? Giải được chưa? Cái này tự giải nốt chị Vân được không? Cái này là dương này, hệ số đi cùng x bình đang dương, còn cái này là âm, vậy chắc chắn nó là kẹp giữa rồi. Một nghiệm ra không và một nghiệm ra làm một, đúng không em? Nào, bấm thế nào. Ba này, không này, trừ ba này. Đấy. Một nghiệm ra một và một nghiệm ra âm một, ok. Vậy thì cái nghiệm âm 1 nó phải ở đây, nghiệm 1 ở đây, x đây. Vậy đáp án sẽ là đáp án A. Đấy, 17A. Tiếp, 18. F phẩy lớn không thì đạo hàm đi. Mấy thằng này dễ quá nhỉ? Đến bài này chỗ này dễ thế. Thì Vân sẽ chữa nhanh nhá. 4 vứt xuống đất này, bên trong còn x qua 4 x qua này. Cộng này, hai này vứt xuống đất thì kết hợp với thằng hai nó sẽ là 4. Nên với cả x lớn không. Đấy, đến đây tự giải nốt nhá. Có thể rút thằng x ra, tương đương với việc là gì, rút cái thằng x ra, rút thằng 4x ra, bên trong sẽ còn là gì, 4x bình cộng 1 lớn không. Thì thực chất là gì, lớn không này này, tức là hai cái thằng này và thằng này phải cùng dấu với nhau, mà 4x bình cộng 1 thì thằng này dương cho em, vậy tương đương với việc là 4x nó sẽ cũng là dương, tương đương với việc là x lớn hơn không. C. Tiếp, 19. Làm sao câu này, này câu này các em phải để ý này. Có bao nhiêu giá trị nguyên của M để thằng này có đáp án dương trên khoảng này. Các em phải để ý một chút, khó hơn những câu khác. Có đạo hàm dương trên cái khoảng này. Vậy thì bây giờ tôi cứ y phẩy đi đã, được chưa? Có đạo hàm dương đúng không? Thì tôi xem đạo hàm của nó là gì. Cái này thì đã có công thức rồi. Cái này các em có thể đạo hàm theo đạo hàm một thương nhé. Các em mình có thể đạo hàm theo kiểu đạo hàm một thương. Chị sẽ đạo hàm theo hai cách cho các em xem. Đó, chị sẽ tặng các em một công thức giải nhanh ở câu này. Y phẩy của mình này, đây là một thương cho U trên V đạo hàm chưa? Thì công thức của nó này sẽ là U phẩy V trừ V phẩy U. Đấy, vậy chị Vân có nói ở trên cái câu nhân thì nó là nhân thì cộng, còn thương thì trừ. U phẩy V trừ V phẩy U trên V bình, tức là mẫu bình. Mình áp dụng đúng nhé. U phẩy là cái thằng x cộng 2 này đạo hàm này, thì ra là 1, không viết nữa. Nên V thì sẽ là x cộng 5, M. Trừ đi V phẩy, tức là thằng này đạo hàm. Thì thằng này đạo hàm cũng là 1 thôi. Đúng không? Đạo hàm thằng này là 1, đúng không? Đạo hàm từng cái x đạo hàm ra 1, 5M đạo hàm ra 0, nên đạo hàm thằng này cũng là 1. Nhân với cả U, tức là trừ đi cho x, trừ đi cho 2. Trên cái thằng mẫu là V bình. À, chị xin lỗi, mẫu của em viết hẳn ra, không được viết là V bình. X cộng 5M tất cả bình. X này với x này rủ nhau ra đi nên là sẽ còn là 5m trừ 2. Đấy, chị sẽ xóa những cái gì không cần thiết đi nhá.
Ok. Đấy, xem tử là 50 chữ 2. Thì đây là đạo hàm bình thường, đạo hàm theo công thức một thương. Chị sẽ dạy đạo hàm nhanh câu này như sau. Nếu nó ở cái dạng là y của các em bằng ax cộng b trên cx cộng d. Cái này các em sẽ còn gặp lại rất nhiều, nên là nghe để biết đã nhé. Chưa biết thì cũng không sao. Đấy, nếu gặp cái hàm này thì đạo hàm nhanh cho chị Vân như sao? Nhân cho chị như này, nhìn con cá này, nhìn chị Vân viết không? Thì cái y phẩy của nó sẽ bằng này, a nhân d trừ đi c nhân b, a nhân d trừ c nhân b. Nghe tay chị viết đấy, đây này, nhìn cái tay này, a nhân d trừ c nhân b đấy, đúng dạng nhá, x ở trước em nhá, x ở trước phải đúng cái dạng này thì mình mới được áp dụng công thức này trên mẫu bình. Đấy, em thử vào xem. 1 nhân 5m thì là 5m chưa? Trừ đi 1 nhân 2. Đấy, ra kết quả chưa? Thì đây là công thức tính nhanh mà các em có thể nhớ thêm. Sau này sẽ gặp rất nhiều, nhưng bây giờ chưa nhớ thì cũng không sao. Đấy. Bây giờ cái này có đạo hàm tính xong rồi, và đạo hàm này người ta yêu cầu là dương trên cái khoảng này cơ. Tức là lớn hơn không trên khoảng. Trên khoảng là từ âm vô cùng đến âm 10. Vậy chỗ này hơi mẹo một chút. Đấy, cái nghe bài này để sau này gặp lại biết làm nhé. Chị sẽ tìm xem với cái hàm này thì nó tập xác định là bao nhiêu. Vậy tập xác định của nó là x khác âm 5m chưa? Vậy nhìn trục số này, đây là 5m, đây là âm 5m. Vậy x khác cái thằng này, tức là tập xác định của em ấy. Tập xác định của em này, chị sẽ xóa những cái không cần thiết đi nhá, để các em không bị rối. Công thức tính nhanh này là mình sẽ không cần nữa rồi này, bởi mình tính xong đạo hàm rồi mà. Đấy, chưa, tập xác định của các em sẽ là x khác 5m, x khác âm 5m thì nó tương đương với cái việc ấy là tập xác định của các em ấy nó sẽ có như sau. Tập xác định này là từ D sẽ bằng âm vô cùng đến âm 5m hợp với 5m âm 5m đến dương vô cùng. Đây là tập xác định. Vậy thì nếu muốn cái y phẩy dương ấy, thì y phẩy dương này cái này thì tử dương, mẫu dương đúng không? Một phân số dương khi mà chỉ khi tử dương, tử và mẫu cùng dấu. Nhưng mà tử à, mẫu đang dương rồi nên bắt buộc là tử cũng phải dương. Đấy, thế cái việc y phẩy của các em á mà muốn lớn không trên cái khoảng từ âm vô cùng đến âm 10 thì nó sẽ tương đương với các điều kiện như sau. Đó là tử cũng phải dương, tức là 5m trừ 2 dương. Đấy thì nó mới thỏa mãn điều kiện là cái đạo hàm dương thôi. Thế làm sao thỏa mãn nốt điều kiện là trên khoảng này? Thế đây, cái này nó chỉ xác định trên cái khoảng này thôi. Cái nhìn này, nhìn cái bài này bắt buộc phải vẽ trục số thôi. Bài này là của lớp 10. Đây, đây, cái giá trị này là âm 5m. Hàm số của các em xác định trên cái khoảng từ âm vô cùng này đến âm 5m và từ âm 5m đến dương vô cùng. Bây giờ nó muốn dương trên cái khoảng này thì cái âm 10 của em ấy, nó này, nhìn này, nhìn này, nó không thể chạy ra đây được. Âm 10 của em không thể ở đây được, hiểu không? Bởi vì thế nó sẽ không xác định, nó bị khuyết. Đấy. Vậy chắc chắn là âm 10 của các em ấy nó sẽ phải ở đây. Âm 10 sẽ phải ở đâu đó trước cái thằng âm 5m này. Đấy. Cùng lắm nhá, cùng lắm là âm 10 của các em chạm vào cái thằng âm 5m. Thế đó. Cái đấy có hiểu được không nhỉ? Nghĩa là nó muốn dương trên cái khoảng đấy, nó phải xác định trên khoảng đấy. Nhưng mà xác định của tôi chỉ xác định từ âm vô cùng đến âm 5m thôi. Vậy nếu như chị đặt âm 10 của chị ở đây này, thì nó sẽ không tồn tại trên cái tập xác định của nó. Vậy thì cái âm 10 của các em ấy, nó phải bắt buộc ấy, bắt buộc nhá, nó sẽ phải ở trước cái thằng âm 5m này. Này, nó sẽ ở đây, đâu đó quanh đây, bất kỳ. Cùng lắm là nó chạm vào cái thằng này. Thì là tập xác định nó vẫn liền mạch, đúng không? Không được để tập xác định bị đứt nhá. Nên là một điều kiện nữa ở đây, đó là âm 10 của các em ấy nó phải này, nhìn này, nó ở sau như này này, tức là nó nhỏ hơn, đúng không? Nhỏ hơn hoặc bằng luôn đấy, bằng âm 5m cũng được. Vậy tương đương với việc giải cái hệ này ra,
rải cái hệ này ra chị Vân thì nó sẽ là m lớn hơn 2 phần 5. Và cái thằng này này, âm 5m, đấy nhá 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 nhá. Âm 5m lớn hơn bằng âm 10 thì m sẽ nhỏ hơn bằng nhá, chia cho một số âm thì đổi dấu nhá. Nhỏ hơn bằng 2. Đấy, vậy tóm lại cái kết quả của các em ấy suy ra này, m sẽ nhỏ hơn bằng 2 và lớn hơn hoặc bằng 2 phần à lớn hơn 2 phần 5. Nhưng mà m nguyên nên các em chỉ được lấy những giá trị nguyên thôi. Nguyên thôi. Vậy 2 phần 5 là bao nhiêu? 2 phần 5 2 phần 5 là 0,4 em ạ. 0,4 đến 2 à? Vậy m thuộc z đúng không? Nên suy ra m thuộc các số là gì? 1, 2. Đấy, vậy có hai giá trị nguyên, nó hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên thì có hai. Vậy đáp án là bởi bi nha. Câu 20. Tính đạo hàm của thằng này. Tính đạo hàm của thằng này à? Dễ quá nhỉ. Sin đạo hàm thì ra gì ghê? Sin đạo hàm thì ra cos, cos đạo nó trừ sin, chị Vân cho đọc thơ mãi rồi đúng không? Thì y phẩy nó sẽ bằng là sin đạo ra cos, vậy viết cos x vào đây. Cos đạo ra trừ sin. Thằng 3 này đạo hàm vứt bởi vì nó ra không mà. Vậy đáp án đây. Đáp án là C, 20C. 21. Tính đạo hàm của thằng này thì đây là đạo hàm của một tích ấy. U nhân V đấy kìa. X và sin x. Đấy. Thế nó sẽ bằng này. U V đạo hàm, chị Vân viết lại công thức nhá, là U phẩy V trừ đi à cộng với V phẩy U. Tích nào thì là cộng. U phẩy V cộng V phẩy U. Vậy nó sẽ bằng U là thằng này, V là thằng này, U phẩy tức là X phẩy là bằng 1 rồi. V là sin x cộng này. V phẩy sin hàm thì ra là cos x nhân với cả x. Đây là kết quả. Kết quả là sin x cộng cos x nhân x. Đáp án cũng là C. Tiếp. 22. Câu 22 này là câu cuối cùng rồi đúng không em? Cái 22 này có nhớ không? Tính đạo hàm tại một điểm thì mình có thể bấm máy tính, chị bấm cho các em xem này. Shift cái này. Nhập nguyên cái hàm vào thì là cos x trên 1 cộng sin x. Đấy. Tại đâu? Tại đâu? Bi trên 2 này. Đấy. Bi trên 2. Ok. Bằng. Rồi, xấu thế. Xấu này khoanh không em nhỉ? Vì không phải mấy đưa làm tròn là không nhé. Đúng không? Không có kem ở đây để lừa nhỉ. Buồn hết. Nghe này. Đây là pi trên 2, tức là nó đang ở đơn vị là radian. Thì kem phải đưa nó về radian. Đây này, kem nhìn thấy cái đây là D không? Tức là đang ở độ. Chắc chắn là kết quả ra xấu rồi. Muốn đổi về độ, à muốn đổi từ độ về radian thì em bấm shift mode. Nó hỏi đơn vị góc đâu? 2, 2. Đây bấm bằng tiếp lại. Thế là âm 1 phần 2. Đấy. Còn đây. Câu này thì các em có thể đạo hàm theo thương là U trên V đạo hàm đấy, đàn từng cái xong rồi thay lại. Nhưng mà nó bảo tại một điểm này thì bấm máy cho nhá. Xong rồi. Vậy là vừa nãy vừa rồi chị Vân đã dạy cho các em tính chữa bài tập hết đúng không? Phần đạo hàm của buổi đầu tiên rất là cơ bản. Toàn những công thức đạo hàm cơ bản thôi. Cái quan trọng nhất là các em thuộc được cái bảng công thức đạo hàm cơ bản mà chị Vân ghi ở lúc đầu giờ đấy. Nếu mà có phần nào trong bài giảng các em không hiểu thì nhớ nhắn tin cho chị Vân để được giải đáp. Nghe vào luôn nhé. Sắp tới thì từ ngày mùng mấy nhỉ, để chị xem lịch xem nào. Từ thứ sáu các em ạ, tức là ngày mùng 7. À không, thứ mùng 8. Từ ngày mùng 8 tháng 4 thì tất cả các lớp ở trung tâm sẽ đi học off trở lại nhé. Nên là nhớ đi học off nhé. Nhớ chưa? Còn bây giờ thì bấm subscribe cho chị Vân đi. Đấy, nếu như mà các em thấy hiểu bài, các em thấy hay. Còn nếu mà vẫn chưa hiểu thì biết nhắn tin cho ai rồi đúng không? Đấy, bấm đi nhá, bấm đi làm ơn, bấm với chị Vân đi nhá, bấm đi yêu lắm. Bye bye các em nhá, tạm biệt.